Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, tiểu tử bá đạo người nha. Xin chào tất cả anh em của game kho báu huyền thoại nhân mình đây, tiểu tử bá đạo đã ok quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video vẻ like share thế đăng kênh khuyến phải mình xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt hốt quà tướng mới anh em co đe của Lữ Hoàng Hà tộc BO Hàn Quốc anh em nhé. Bây giờ các bạn đã săn chưa? Nếu chưa thì săn cùng tôi để lấy cốt về dùng ạ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng nhau vui chơi qua sự kiện để xem sự kiện tuần này chúng ta có thêm những gì hot nào anh em. Rồi, trước tiên thì để tôi qua làm qua bên thám hiểm anh em nhé. Một trong những cái mà chúng ta phải làm hàng ngày. Nhận quà là 11 phiếu nữa anh em, ngon lành nhờ. Ngoài ra thì có thêm cốt live stream đấy, qua tôi có cập nhật rồi, anh em đã cập nhật chưa? Nếu chưa thì xem lại video để cập nhật thêm hai cốt live stream mới bạn nhé. Vì tôi đã cập nhật rồi nên video này tôi sẽ không cập nhật thêm. Ở video này tôi chỉ cập nhật thêm cốt mới cho anh em thôi. Ok, hoàn thành nào. Có 5 lần thôi cũng vẫn là đủ các bạn rồi. Làm mới tiến hành luôn một thẻ anh em. Đi nào. Ok, 2 phiếu. Tiếp tục, tiếp tục. Ok. Lộ phát cho rực rỡ nào. Cam tím nam đâu hết rồi. Giờ 3 phát này anh em, vừa đủ. Còn dư ạ. Rồi, thư có gì không? Chờ, không có gì anh em, không đợi điểm danh các bạn. Quán rượu chiều mộ 117 vé rồi anh em. Mai tha hồ mà xả vé săn bio. Đấy, mai tha hồ mà vé săn bio Hàn Quốc anh em. Đi 10 nào. Để lực để đây mai lấy luôn anh em. Rồi, trước tiên chúng ta ghé fanpage anh em, ghé fanpage để săn cốt mới anh em nhé. Đây, cốt Lưu Hoàng Hà Tặc BL Hàn Quốc mới cứng. Đâu rồi? Ở đây. LVBO đấy. Và LVBO Hàn Quốc đã chính thức ra mắt tại kho báu truyền thuyết. Hãy cùng chào đón nữ hoàng của chúng ta. Đây. Các thuyền trưởng đã sẵn sàng chưa? Ủa, không có kin à? À đây anh em giới thiệu qua kin, ngón tay hôn súng gây sát thương 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở hàng sau kèm theo xác suất cỡ giảm công, thế là giảm giảm hộ cuồng ma bị động, tăng công HP tỷ lệ bảo kích, đôi chân tỏa hương gây sát thương cho mục tiêu có công cao nhất và có tỷ lệ kèm hóa đá và cơn nốc đẹp bị động gì? Khi bị tấn công có tỷ lệ kèm theo trạng thái mê hoặc cho mục tiêu ngoài gió. Rồi sự kiện mừng Bill Hancock truyền tin Dinh Core. Hãy cùng nhau để nhận code anh em, thời gian tham gia này từ 27 tháng 4 đến 29 tháng 4, 10 giờ 27 đến 15 giờ 29. Các bước tham gia những gift code thì like và share bài viết ở dạng công khai và comment cảm nhận về thần trưởng về BO và tăng hai người bạn và những gift code anh em nhé. Phần thưởng chúng ta là 1 triệu Belly, 5 vé chiêu mộ cao cấp Belly và FP tăng tốc 30 phút x5. Ok các bạn like và share video Facebook ở trạng công khai. Ok các bạn. BONLV à? Đâu? NV BOA mái đỉnh. Một lần thôi anh em. Võ chung à? Ok, gắn ngay bạn võ chung vào anh em. Có không? Oh, không có à? Xem nào. Ok các bạn, đấy, sau khi làm xong thì anh em đợi một xíu để nhà phát hành sẽ gửi code qua cho anh em thôi. Đấy, cái tham gia code thì nó đơn giản thôi, không gì khó khăn cả. Nhưng tướng mới nào có gì hot đâu. Đây anh em. Rồi, BONV. Và lập tức thì anh em sẽ nhận được một code anh em. Đây, đây chính là code tướng mới của chúng ta các bạn nhá. Đó, thì anh em tranh thủ lên. Code thì code dùng riêng thôi anh em, làm như tôi các bạn mới có code nhá. Không chính nhiều ông lại bảo code dùng riêng nhập không được các kiểu. Code dùng riêng các bạn nhá. Ai lên tham gia thì nhận được thôi. Rồi trở về game nào các bạn. Ok anh em quay trở lại in game nào. Nhập code vào các bạn. Đây anh em. Cũng được của nó các bạn, nói chung thì cũng được, tạm tạm anh em, cũng ngon. Đây là xương xương trong túi đồ tôi, hiện tại đã có 122 vé rồi các bạn, ngon lành luôn.
Ok, giờ thì quay bắt đầu quay qua sự kiện nào. Càn quét. Bữa nay phải xuyên tích đá lại các bạn, về sau còn cần nhiều dùng tới. Hôm nay như là đánh được bên này rồi thì phải anh em. À quên, ok. Nhận anh em, đây đây, nhận thưởng các bạn. Thường xương thôi. Hôm nay đã khiêu chiến được rồi các bạn. Này đánh biết rõ à. Xem nào, tem này đánh được biết được nhiều sát thương không anh em. Zoro anh chém nào. 600k Marco. Nù nhà mình mất đá hồi máu với cay anh em. Cay đúng kiểu không làm gì được các bạn. 33m các bạn. Vô hôm nay đỉnh nhờ, hôm nay đỉnh nhờ 33m luôn các bạn. Từ từ anh em nhá. Đấu xếp hạng. Mấy hôm rồi tôi không đấu anh em tranh thủ. Bây giờ nói chung hôm nay cứ tranh thủ tôi làm nhiệm vụ luôn các bạn. Bây giờ tranh thủ làm nhiệm vụ anh em. Lên điểm nào. Ok, lên điểm nào anh em. Ok, lên điểm tiếp nào. Ok, xác nhận. Top 22 à, thế còn phải lên nữa các bạn, phải lên được. Ô, thua à. Thua mới cay anh em. Thua à, thua là thua thế nào được, phải thắng chứ. Ui, toàn mới tìm mấy bác này cũng căng quá. Quyết chiến thượng đỉnh này anh em, đến vận chuyển nào, ủy thác nhận quà nào. Đi. Tăng nào. Rồi ok các bạn. Công này. Công này. Công này. Phòng thủ này. Phòng thủ này. Rồi ok các bạn. Đoạn bảo như sắp xếp hết rồi anh em. Rồi. Bên em mấy ông này siêng đánh lắm, bên tôi phải siêng đánh hơn các bạn. Ok, lag à. Bớt lag nào bạn ơi. Đợi xíu anh em. Rồi ok các bạn, ổn rồi. Vào lại nào. Tới nào. Không né lại không ăn được các bạn. Không né là không ăn được. Có lý nào mình lại không ăn được các bạn. Cái team 6m này sắp team gì? À, lại cho Kata vào à. Công. Ok, đối với team này còn sao. Rồi, ok, các bạn ăn được rồi. Đấy. Khắp bọt ngay. Ai chà, làm mới nào. Chung ván ăn được ván không các bạn, nói chung này nó cũng bình bình thôi. Rồi. Luyện tập. Ok, ra trận. Hồi máu. Trị liệu. Vẫn chưa qua được các bạn. Đoạt bão này. Ok, đoạt bão. Cống hiến. Ây da, tranh thủ làm thôi. Từ từ anh em. Rồi. Tìm peo đào. Người cá. Càn quét anh em, cứ để ra ngoài nâng cấp đã xong mới vào đánh lại phát kiếm phát nữa. Còn đường vinh quang, rồi ok các bạn. Hốt hết quà về túi này anh em. Rồi. Túi đồ. Tội gì anh em. Ok, mát nào. Mạnh. Ghép.
mà trong mai trường mộ mai mới nâng cấp được thêm nữa anh em. Rồi thức tỉnh Ulu X10 coi vẫn chưa đủ các bạn, không đủ anh em, hay thế nhờ. Xem đá nào, có vẻ như chưa làm được gì các bạn, thôi vào đánh phát nữa vậy. Còn 3 quét và chiến luôn đi. Ok 35m này, để vào ao cái chi tôi nghĩ không gây được nhiều sát thương hơn đâu anh em, vẫn là team này thôi. 30m thôi thì cũng vậy, gọn 35m. Ui, vẫn top hai mấy thôi cũng thế. Thôi video kết thúc thôi anh em nhé, hẹn mọi người clip theo. Cảm ơn các bạn rồi theo video kênh tiểu tử bá đạo rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.